Thái xin chào cả nhà nha. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ làm một cái đường ống tưới cho 300 gốc cây đu đủ mà cách đây hơn 3 tháng thì Thái đã gieo trồng. Giờ hôm nay Thái thấy nó cũng khô cằn quá. Nó không có được tốt không? Thì Thái làm một cái đường tưới tự động cả nhà. Để mà mỗi chiều cái mình qua mình giật cái máy xăng lên là nó tự động nó tưới cây cho mình, không phải là tưới từ cây nữa. Thì cái nhà xem là cái vàng đu đủ này thì mình trồng hơn 3 tháng rồi, hôm nay có những cây nó cũng đã có bông rồi. Anh Nam với anh Bảy, anh Tính thì cũng đang phụ Thái để mà kéo đường ống. Mỗi người mỗi công việc cả nhà. Từ dưới lên tới đây thì có hai cây nó xấu nhất cả nhà. Có cây này nè, với cây bên đây. Nó, cây này thì nó cũng chắc sắp đi luôn rồi. Nhưng mà Thái nghĩ nó không đi đâu. Cây đó mới chết rồi. Nó chết mới dậm lên nè. Cái ngọn nó vừa mọc cái lá xanh này là như là có dấu hiệu nó tốt lên. Còn thường lúc Thái mua về là nó sẽ là cái lá màu vàng đó nha. Khi mà nó bắt đắt rồi là nó cái lá màu xanh. Nó còn như đàn anh của nó ở đây nè. Bông tủa hết rồi. Dạ đúng rồi. Tới đây mình đâm bít được rồi. Còn đây cả nhà thấy mấy cái dây mà dây bí nè. Đó, giờ là lá nào lá nấy là nó bằng cái chảo hết rồi. Còn mà cái đường đất này nè, lúc trước Thái đào lên để mà Thái đắp mấy cái mù đất á. Bữa là tới mùa mưa là lên đây bắt cá luôn nào. Đặt lờ vô trong. Đặt lờ giống bắt cá luôn. Chặn khúc lại bắt cá được luôn á, lóc chở nó không biết đường ra. Có tới mưa là ngập cái đường vô, chỗ đầu vô đó. Dạ. Lúc trước là Thái không tính làm đường này đâu, là không làm đường tưới. Thái sẽ làm một hai đường nước hai bên vậy nè. Rồi ở dưới Thái sẽ bơm nước lên cho nó đầy cái đường này, xong cái tắt nước cái cho nó chảy xuống. Nhưng mà vậy nó dễ uống gốc đu đủ hơn là ở trên mình tưới xuống. Anh Bảy và Nam thì làm một cái đường ống lên nữa nha. Còn anh Tính sẽ là cầm gốc. Cái này nè. Cái cây này là sẽ cầm tại gốc. Cứ mỗi gốc một cây anh Tính ơi. Đúng rồi, cái đó là cái bét tưới nó mình nằm ngay đó đó. Sai sai ra để không nó tổn thương cái rễ. Vậy con đâu? Như kiểu cầm gì đi. Cắt gốc tắt đi. Sau khi mấy em mình cầm xong tất cả các cái chân mà để chịu ống nước đó nha. Giờ thì anh Bảy với anh Tính sẽ là đi bóp cái quan tưới vô đây trước rồi mình kéo ống đi sau. Đó, nước thì nó sẽ quạt xuống gì nữa nha. Còn mà nếu quay ngược nó quay lên thì nó sẽ tưới xây lên. Đó là mình sẽ cho nó quay xuống. Đúng rồi. Làm gì nè. Nó sẽ xây tròn tròn nè. Nước nó sẽ xây theo gốc cây. Cứ mỗi gốc gì là nó tưới lên nó sẽ xây. Giờ là mình sẽ đi gắn đầu quan cho 300 gốc cây này. Anh Bảy thì đi mà gắn mấy cái đầu quan ấy nha. Anh Nam chính tính ở đây thì phan cái lỗ để mà lỗ tròn đây nè. Phan lỗ tròn đây. Keo lên Tính này. Đó, để cho cái nhà dễ thấy nè. Anh Tính Nam găm này vô trước đây nè. Cái đó là như một cái gôn đó nha, chống nước ra. Bóp sát vô. Rồi xong cái tới cái con vít. Cái này nó giống như cái ngàm. Nó găm vô. Rồi cái đường này là sẽ là cái đường nước đi ra cái ống. Gắn cái ống vô đây. Gỡ ra đi nè, cho anh Tính ra không biết nữa. Ra, khó ra. Không ra được luôn. Không được luôn, để luôn đi. Nó không xì nước được đâu. Rồi dán keo cái sau đi. Cái sao quá, cần lấy cái đó đó, cần dán keo á. Cái này nè. Cứng nha. Gửi ông ra nói.
cái cho nó gọi ngoài này, thử cái mình mở ngoài này lên thử. Tính làm này là nó ra hai cái mắp đó sẽ là ra hai cọng dây thì anh Bảy sẽ chuẩn bị là cắt cái ống để mà giao quanh đó nha, rồi chạy thử cái dàn nhỏ. Vô cái mắp này ống thì thấy đi ống 6 ly à, nhỏ. Dây này là chỉ chọt lên thôi chứ dạ, đâu có chim gì nữa không? Dạ. Ống này là đưa lên đây nè nha. Wow. Cứng nha. Cứng nha. Lục rạc. Vậy là đưa vô giữa anh đây à. Trời ơi, cùi gục nè. Đưa vô giữa, đúng rồi. Đó, vậy là nó hết đầu rồi nè. Bao nhiêu hình này cũng hoành tráng lắm, giỡn à. Mướn đào mu vậy đó nha, là mỗi mu 15.000. Mướn tổng cộng 300 mu là hết biết nhiêu tiền à. Rồi người chăm sóc nữa, tưới tiêu. Không biết mô hình này ra làm sao. 300 gốc này thì thái bỏ vô cũng hơn 10 triệu quá nha. Rồi cái giống này kia, không biết tới nữa thu hoạch ra sao. Tới khi nào thu hoạch thì thấy quay cho nhà xem. Thành quả hả? Thành quả. Đầu tiên em sẽ không bán. Nhưng mà cái bông đó anh biết Bảy biết làm gì không? Anh bẻ em xào thịt bò. Được không trời? Được. Ngon lắm. Ăn ngon lắm. Ngon nghe là phơi khô uống trà thì được. Phơi khô uống trà rồi làm đủ thứ luôn. Mình xào thịt bò ăn được luôn. Ngon lắm. Để em thử cho. Mốt phải bông thiên lý không mà ăn ngon hơn bông thiên lý luôn. Anh lên anh tìm hiểu rồi, nhiều người ta làm ăn ngon lắm. Chị đâu chưa thác? Đừng nói mình sẽ làm cái gì này. Thôi mà nó có cái tê ha. Cái tê nó đi trên cộng đường dây kia luôn, là gọn dây lắm luôn anh Bảy. Có cái tê thì nó ít thao dây nữa. Ít thao dây. Cái này em chưa có gắn cái gì cho mình. Rồi lại tiếp đi. Giờ thì mấy anh em mình sẽ là làm một cái đường ống. Ống lên nha vậy. Không lấy nước. Không lấy nước. Không lấy nước. Đó là à. Lên 60, cấp ga 49. Cảm ơn. 1, 2, 3, 2. Rồi. Quăng cái đường ống. Cái đường ống cho nó lên. Nước lên. Bắt cái cổ dê thôi, chịu vô nữa nha. Nó mới chịu nổi cái này. Nước nó lên, nó lực tống nó mạnh á. Lắc lắc nó vô cái này. Lắc qua lắc lại ha. Dở lên xíu. Dở lên. Rồi. Lắc qua lại đẩy vô. Đẩy vô được chừng 5 phân, 2 phân nữa là bắt cổ chó này lại. Cổ dê chứ. Ra cổ dê kêu bằng cổ chó. Rồi, vô. Vô. Lắc đi, cứ lắc. Rồi. Hai tắc nữa, ý lộn 2 phân nữa. Rồi, lắc lần lại. Rồi. Okay. Chịu đi nha, em dặn có dây cái. Em bỏ đâu ngoài đó đó, dây ốc á. Chịu đường ống này lại, tới lúc mà lên cái đường ống này cũng mười mấy kilo quá nè. À, anh Bảy. Nước lên nặng. Nước lên cái ống này anh Bảy. Cầm thêm cây chịu dưới này nè. Thái hồi xưa là thái sợ nhất là con này nè. Ông Bình Bác nè. Sâu Bình Bác. Hai con mắt nó là như hai bóng đèn xe hơi vậy đó. Con này còn nhỏ, tới nó bự rồi là ghê lắm. Nó xanh dờn vậy đó cái nha. Hiền mà. Nó hiền nhưng mà nhìn nó gớm. Giờ thì mình chỉ còn mấy ống thôi là gọi cái khu lẻ ngoài này rồi. Giờ anh Nam múc nước để mà mồi cái ngoài này trước. Này nước cặn nó bị nghẹt bét không ta? Không đâu Nam à. Bét bự lắm. Ê. Chắc cỡ 10 xô á. Thank you.
Mình làm xong gọi này là đấy, trên trời mưa luôn á Nam. Cục mây đen thui nè. Ướp bùi ghi không? Bùi ghi không sao? Rồi đây ơi, đây đây đây. Rồi đây ơi, thái cái quà này lại bắt đầu mấy anh em mình diệt máy cái nha. Xong chưa? Đội thi công bên kia xong chưa? Hai góc cuối cùng cái gì? Cho lên nước công đoạn cuối cùng. Mở cái quà này ra. Cái máy để lâu quá không chạy đâu. Đó. Ôi, chị lớn em ơi, nhẹ nhẹ em ơi. Máy đồn nó cuốn không? Nước lớn xíu nữa. Lỡ mạnh lên cái thôi. Đó, vậy là ngon đó. Có cái gà cái không? Từ từ, nước nó chưa lên á, nó còn hơi á. Nó xì hơi đã lên nè. Bị hơi á. Này như này hết hơi lại ra nè. Mấy cái hông lên em nghĩ nó bị nghẹt ba cái á. Bị nghẹt nữa mấy. Mấy này mình vừa làm xong á thì mấy này trời đang mưa luôn nè. Làm vừa xong luôn á. Bảy anh Nam thì kiếm chỗ núp rồi nha. Ở dưới kia thì mình giật máy chạy thử ra nha. Nước đây thì nó ra cũng lai gai nè. Nó như vậy là vừa mình tưới ra nha. Tưới chậm mà tưới lần cỡ nửa tiếng thì với mực nước này thì một cây cũng được gần 10 lít nước cũng được cái nè. Nửa tiếng thì cây được cỡ 10 lít đó thì cũng vừa. Bên đây cũng gì nè. Thì mình gắn lên bét đó. Bét đó thì bét nó xoay vòng 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 vòng. Nhưng mà dưới mình chạy ga nhỏ xíu à. Đó, nó ga gì ta. Ở dưới kia thì mình cho máy chạy nhỏ xíu xíu à. Này là mình mới thử thôi. Chút xíu nữa là cho ra chạy lớn lớn lên đó, thì nước nó sẽ ra nhiều hơn à. Như cái này nó xoay tròn tròn, nhìn thấy cưng không? Vậy là im anh mà em đấy. Sau 15 ngày thì mấy anh em mình quay lại những cái cây đu đủ của mấy anh em thấy đã dùng trồng tưới đắp nó nè nha. Thì hôm nay là thành quả. Cái cùi ở ngoài này mình dạ. Chừa lại cái không, cái bẻ cái này luôn anh ơi, tại cái này nó không có mọc dài ra nữa, nó chỉ bay dài thôi. Nó phát triển là phát triển cái trên này nè. Đây nè. Vậy là bây giờ mình bẻ từ cái bông này trở xuống, còn phần trên này để 15 ngày nữa em khai thác nữa. Đó. Bẻ gì đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì cái nhà mấy anh em mình thu hoạch 300 cây đủ này, hôm nay chắc giấy được cỡ tầm khoảng 5 kg đi, tại vì vụ đầu tiên mấy nhà cho nên là nó không có được nhiều bông không. Bảy chịu trách nhiệm bưng bê cầm gỗ nha. Đó, đây nè, giòn nè, để cốc cốc đấy. Rồi mấy cái cùi này bẻ luôn hết đấy, bẻ luôn anh ơi, nó hết chứ không, nó không rụng hết à, nó không có mọc ra nữa. Đó, bẻ sát luôn đúng không? Bẻ sát luôn. Phát cái gì đó, cái này là được rồi nè. Cái đó luôn đó. Cây này được không? Không, cái đó chưa lại.
Sáng ngày hôm nay thì trời cũng gió nha. Trời quá gió. Đây cái này trong bên đây nó rụng hết một ấy nè, thấy nó còn cái cùi trong không? Không phải, tại nó không có. Không có hả? Không dạ có không. Cái dài hả? Ờ, bẻ lên tới cái của đây nè, nó từ vừa tới cái bông nở thôi, như cái này nữa nha. Nó có một hai cái nở nè. Nó là tới cái này. Còn cái này chưa nở thì mình sẽ chừa lại để 15 ngày nữa mình thu hoạch nó. Cái này nở rồi nè. Nó bẻ tới cái đó thôi. Bẻ kêu cốc cốc đi bẻ nè. Cốc cốc. Nhiều quá thế cây kia kìa. Trời ơi cây. Dữ. Nhỏ nhỏ xinh xinh mà có bông nữa nha. Khủng khiếp không? Quá bông. Bẻ lọt một luôn cái tính. Lọt luôn. Cả tới này. Rồi tới nhá, hai nhánh trên chừa lại đi. Nhánh này chừa nè nha. Những bông xinh không? Nó đi rồi, cả cái đó nó cũng gần nở, cả cái đó là chưa đâu, 15 ngày nữa. Nè, như cây của anh Tính đây nè. Bọn quá nghe thấy. Họ cũng nhiều quá. Nãy giờ bẻ được cỡ 1 ký chưa? Bảy. Mới có 3 cây. 3 cây, được 1 ký chưa? Chưa được. Nhưng cũng nặng lắm á. Ký gì đó. Ký à? Ký gì đó. Thì cái này về mình sẽ phơi lên một nắng rồi xong bắt đầu ngâm chung với mật ong cả nhà, để mà như ông bà cô bác anh chị mà trên trên nhiều trang mạng á, thì cũng như là mấy người quen có thấy nói là mấy cái này là để bán cho những mà cô bác anh chị mà uống đẹp da nè, rồi lão quá đồ này kia đó, nó nhiều thứ lắm nha, rồi ngăn ngừa ung thư nữa, nhưng mà thấy không biết sao. Đằng này được mấy cây nữa. Đằng này được như cây này nữa nha, nó nhỏ xíu à. Nhỏ nhưng mà có vỏ nè, bông. Bông nó hơi ngắn, chừa từ bông này vô xuống đây nè, bông này nè. Bông này thì chưa nè cả nhà. Chừa từ đó trở lên chứ. Chừa đó trở lên. Chừa từ đó trở xuống không còn gì luôn. Nhặt lật luôn cái ngọn ấy. như cây này nè, nó cao dạo bông nó dài ha. Tua tủa luôn nè. Thành quả của mình sau 4 tháng. Hôm nay là ngày thu hoạch đầu tiên. Cây này bẻ được mấy bông nữa nè. Cây này bẻ được vài bông nữa nè. Cây nhỏ bên kia nó kìa tính. Bên đầu cuối bên nha. Cái này còn hơi non nữa anh bảy. Mập nè. Nhưng mà nó mập. Cái này thì nó hơi non. Nó cái này để ra tầm khoảng một tuần nữa thì mình nó mới vừa, nó nặng hơn anh bảy. Nó bông của mình nó chỗ ra nhiều hơn tại nó còn rất là nhiều nhị ở trong. Lại em chỉ ở này nè, đã lắm. Kìa. Anh coi đó kìa. Nó ngay ngón tay em chỉ đó. Đó. Thấy không? Dưới đất nè. Chứ bí gì? Chứ bí. Đây nè, thấy cưng không? Bên kia nó kìa, bên kia trái. Nhiều lắm. Tầm khoảng tháng ngoài 2 tháng nữa là mình đi dắp. Tầm cỡ tháng nữa là ăn được rồi. Dạ, mình đi dắp bí này té xỉu luôn á. Tới đó là lại có món. Tới đó là có món nữa. Cây này là khiếp nào. Cây này là dữ nhất trong bàn luôn mà. Cây này bẻ hết gần cái ký. Nửa ký. Cây này bẻ hết chắc được nửa ký. Bẻ cái lá này bỏ luôn. Lá để cho tự lụng đi, đừng bẻ. Nó quá trời bông. Đúng rồi, cái này là mình phơi lên tính. Phơi lên uống như uống nước trà vậy đó. Vậy là em phải mua một cái máy sấy. Sấy cho khô cái uống nước trà. Dạ. Sấy cho nó khô rồi ha. Cái này bông dữ thiệt. Cái đó bông dữ thiệt. Một xịa. 2 ký rồi đấy. Có 2 ký rồi. Đi tiếp tục. Cái này bông nó không được đồng loạt ha. Dạ. Cây có cây không ha. Cái này mà phải điều hết cái im lắm. Tại vì có lọt hết mấy chục cây đủ cái trong rồi. Mấy chục cây đủ cái là thắt thốt hết biết nhiêu bông ạ. Cái sao này bán trái. Thắt thốt gì đâu. Đâu cũng vào đấy cái gì. Bán trái thì nó lỗ chi phí hơn là mình lấy cây bông tu được. Mà nói chung cái trái đó bẻ luôn đi anh Tính này, cái bông nó bẻ luôn đi. Tại vì như bây giờ mình bẻ cái trái đó để mình lấy chi phí để phân thuốc với hoặc là tiền xăng tưới cho cái cây đu đủ được. Xăng tưới thôi là ngày gần 50.000 đó nha. Rồi mỗi một lần tưới vậy là nó tầm khoảng 40 phút. 40 phút thì 1 lít xăng đó nha.
Đó, cây của Nam bên đây nè. Quá đã ha. Lúc mà hổm kêu mày kêu anh đầu tư trồng đi mà phải anh trồng luôn im quá. Dây nào cũng có trái kìa. Dây nào cũng có trái luôn đây. Đây nè. Đã. Tầm khoảng tháng nữa mấy anh em mình đi thu hoạch mà đợt 2 thì ba cái bí này đi dắp té xỉu luôn á. Đẩy nghĩ sao đất gì thằng được clip nó kêu em á trồng đu đủ đi lấy bông đi. Em nặng à, buông anh à. Em chơi em trồng cây ăn trái à. Đã chứ, nặng chịch à. Nặng chịu à. Cái chùm nó không có 200 g à. Cái này nè. Đó. Cái lá vàng này đéo bỏ. Bụt xịa cái nha. Làm gì cũng vậy nha, bắt từ ổ ong, bẻ từ cái bông đu đủ nó cái thành quả nó đã lắm nha. Cây đó không nửa ký không nào? Có 300, trên 300 g. Anh tính cầm đây coi có nửa ký nè. Cái này nhiều. Cây này cũng có 200-300 g nữa. Thì do là cử đầu tiên, mà nếu như mà cử thứ 3, thứ 4 mình bẻ là có thể cây lên tới nửa ký á nè. Này mới đợt đầu mà, đợt 2, đợt 3 nè, trên nách nè, ở trên là mỗi cây nó, mỗi nách mỗi có bông mà. Cái này mình, em thấy là như kiểu người ta chế biến món ăn nữa nè. Chút xíu nữa về mình làm ăn thử coi. Anh nghĩ nếu mà uống nước trà, làm giống này, như nước trà được. Giống gì nào? Giống bông thiên lý. Ờ đúng rồi, em thấy bông, giống giống như bông thiên lý, chút xíu nữa về mình xào lẩu né ăn thử coi. Ý lộn, xào né chứ. Né. Bò. Cái bò né bông đu đủ rồi. Bò né bông đu đủ à. Ít thì còn ít lại cái mình ngâm hoặc là ngâm nắng mình ngâm với mật ong. Dạ. Còn không á là mình phải sấy khô luôn. Sấy khô luôn xong cái uống nước trà. Được. Thì mấy nay mình cũng đầy được một cái xe này 5 kg không đây? Có ạ. Trên 5 kg. Trên 5 kg. Rồi giờ mấy nay mình về cái nha. Đổi đầu luôn. Mấy nay mình bẻ đầy đựng xịa này nè. Giờ anh tính thì hy sinh nha. Leo lên trên cái ngọn dừa cao bên kia để mà bẻ mấy cái dừa mấy anh em uống. Được anh Tính. Dừa khỉ luôn rồi nha. Rồi, lên tới ngọn rồi đó. Dạ. Rồi. Đạp mấy trái dừa tươi xuống nha. Cây này được 10 mét không ta? Đây lên anh Tính cũng xa cái nha, cũng tầm hơn 10 mét á. Cái dừa nè. Bây giờ Nam bơi đi vớt dừa cái nha. Hết chưa? Có đây. Hết thì chả nên Tính ơi. Không nhận Tính là chết khác hết hay nào? Tính hay quá. Tính hay quá trời. Cảm ơn Tính nhiều ha. Nguyên xuồng luôn. Dừa khô đó mình làm nha Nam, em nghĩ là ra món mới rồi đó. Có dừa khô là vỏ thì cái vỏ thì để dành đi ăn không. Lương ngâm nè. Lương ngâm. Rồi gắn xào xào lăn đi. Gắn xào lăn. Lâu lắm rồi mấy anh em mình chưa ăn món gắn á.
Mấy anh em thấy vừa vào tới chòi, anh Tính thì lặt rau, anh Bảy bên kia thì sáng thì có mua một cục thịt bò thiệt là bự. Này sao thịt bò ăn chắc đã lắm anh Bảy. Thì bữa nay làm thịt bò xào bông đu đủ. Nói chung món này không biết đã hay chưa, nhưng mà tại đó giờ cũng chưa từng ăn nên chưa biết cảm giác nó như thế nào. Bữa nay trải nghiệm thử món này. Cái chòi của anh Bảy anh Nam ấy à, nhà thấy con cọp dắt dắt à. Dữ ma. Chừ ma gì. Nhà nghề mà chứ nhà nghề là tao thấy vậy. Bông đu đủ thì anh Tính bên đây đang lật ra cái bông để mà chút xíu nữa mình nhúng ấy lột. Anh lựa bông non non á Tích, cái bông mà sáng hồi sáng mình bẻ mấy cây đu đủ nhỏ, bông tơ á, chưa có nở á, chưa nở ăn đó. Bông búp á, mấy thứ ăn mới đắng mới đã. Ừ, nó dốc dốc mấy này nè, cái này tơ nè, non nhìn đẹp ha, ngon ha. Em nghĩ nó ngọt ngọt á, anh Tính em thấy mấy con kiến ăn đường nó bu quá trời á. Phán ra đó. Kiến bu là... Còn đây là cái keo mật ong đó nha, mấy anh em mình bắt bữa giờ. Mình có ngâm là mình sẽ ngâm nữa đó, mình sẽ ngâm với mật ong đó nha. Nóng gà nhỏ nhiều quá rồi, bữa nay ăn cơm chó lành mạnh ha anh Bảy à. Mưa luôn đi chó mát. Mưa là đi một đồ đế chú chữ nữa à. Ừ, còn mấy keo gụ em anh đem về hết không? Đây sợ ơi, ta ăn trộm cái gì? Ở đây nguy hiểm lắm. Anh Nam thì đóng rồi cái kệ để cho nó tới cái nhà. Thì khi nào mà uống rượu này kia thì đem mấy cái keo gụ ngâm có thấy vô. Bữa nào ăn cơm thì để nhà. Mũi, cắn cái hai con. Anh Nam nấu cơm hay gì Nam? Nấu cơm. Anh Bảy bên kia đang xắt thịt bò cả nhà. Ăn cơm đi cho nó lành mạnh. Cái này gọc chỉ bỏ anh đây. Cái này nó dài nó... Găng hả? Giống như nạm vậy. Nó hơi dài, mình gọc mình bỏ. À. Bông đu đủ nó có cái mùi thơm đã anh Tính. Thơm, thơm trái đu, mùi trái đu đủ. Không. Ủa vậy bông đu đủ nó thơm nha mà. Nó thơm mùi trái đu đủ mà. Ừ thì đúng rồi. Bông đu đủ mà hửa là thơm dưa hấu là chết luôn. Thấm. Cái này là review không mà tả cũng giống như tả luôn. Đang cái thịt mà hết mua hết nổi luôn. Bởi sao nó dữ thế này. Dữ ngon quá. Bông nó non đó, nè, như này là bông non nè. Mũi dữ vậy ta. Mấy cái cọng đó thì mấy anh em mình ngâm rượu cũng được đó nha. Tại vì cái phần đó là phần non nhất, chắc nhất ở trong cái bông. Thì nói sao ta, nó cái này thấy cũng không gành đó cả nhà. Tại vì thấy có những đơn đặt hàng á, là ngâm chung với mật ong á, thì thấy mới dám trồng thôi, chứ thật sự đó thấy cũng không gành gì nó nữa. Này là phải nó phải có pha học mới được, nói tào lao cái nhà chửi chết luôn. Nói lúc em dọn cái clip, nó dọn cái clip cái nó rủ em trồng đu đủ, em tính đâu là trồng đu đủ trái. Cái nó nói không em trồng đu đủ đực. Cái nó rồi đu đực, mày lấy cái gì? Nó lấy bông. Ủa rồi lấy bông ăn cái gì? Phải trồng trái cũng có trái ăn. Lạ. Cái, lạ lắm rồi, em thấy gì em thì mua cây giống cây này cây kia cái thứ em trồng chứ em đâu có trồng đu đủ đực này đâu. Mà cách đây mấy ngày hoặc tháng rồi có tháng trước thì thấy trên nhiều trang mạng đăng cái bông đu đủ được có anh kia anh vô cũng hỏi em mua 2 kg rồi đó, 2 kg bông đu đủ khô về hỏi anh làm gì uống trà. Cả nhà mà có biết đến mà cái bông này á thì hoặc là có cần nhu cầu mà sử dụng tới nó thì liên hệ với Thái, số điện thoại Thái là 0852 311 345, số điện thoại Thái để trên góc phải góc trên màn hình video nha. Đem cho gụ đó lát vô đừng ngâm với bông này luôn hay gì không, cái mật ong này là chút xíu em sẽ ngâm chung với nó luôn. Cái mật ong chứ. Dạ. Nó là cái này thấy đem vô. Để mà mình ngâm với cái bông đu đủ. Cái bông đu đủ này thì ngâm là nó thường là cô bà cô mấy thấy có một người gì bị ung thư vú á nha. Thì uống là tới cái mức mà xạ trị rồi á thì uống là nó ngăn ngừa được luôn á. Tay chỉ uống mà chung với cái mật ong này nè là nó
như kiểu mà nó ngừng phát tác á Nam, chứ không phải là chị. Nó như kiểu nó kháng được cái bệnh á, chứ không phải là nó trị bệnh. Ngăn ngừa thôi. Ngăn ngừa, đúng rồi, nó ngăn ngừa. Còn mà ai chưa bị thì uống thì nó sẽ ngăn ngừa. Còn ai bị rồi thì nó sẽ ngừng lại. Giờ tới anh làm gì anh bảy? Giờ ớt. Ớt là thịt bò. Nồi cơm của em rồi đó. Nồi cơm Nam chín luôn à? Em cũng lặt lũ xong. Anh tính cũng lặt xong rồi. Dạ anh đó. Cái đó là gì? Xì dầu đấy. Dầu hào. Dầu hào. Có dầu... miếng nước tương không? Không cần. Dầu hào là dầu mình... Hào. Ủa dầu hào là lấy ra từ con hào đó ta? Đó, có đó. Tỏi đâu anh, có bỏ tỏi. Đâu anh đọc nguyên liệu nó trong đó có gì anh tính đó vậy em không biết luôn. Có ớt gì vô. Đó, tỏi vô. Ý anh bảy vậy? Rồi bò vô trộn anh cho nó thơm cái vị bò mình đúng không anh bảy? Ừ. Trong miếng gan đừng để cho nó dính cái. Cái này là để mình niêm vô trong cái bò ha anh bảy, cho nó thơm ha. Anh làm như nào? Anh làm nước chấm. Nước chấm hả? Ủa nước chấm bằng hành hả? Có tỏi rồi, bằng hành vô xíu anh làm. Sấy là? Không có sấy. Bí mật. Ừ, bây giờ bỏ cái bông u đủ lên để mà mấy anh em mình né ra nha. Là nó nổ rồi, ngồi né là tao kêu lỗ cái chảo né quá phải không? Né, ừ, phải chờ. Còn anh tính bên đây thì đang cắt cái bông u đủ ra. Phơi. Cắt nó khúc khúc ra rồi mấy anh em mình đem ra để lên xịa lại rồi phơi nắng. Yeah. Là mấy anh em mình sẽ là không rửa nước bằng gừng nước cả nha. Tại vì ở trên cái bông đu đủ á, nó còn mấy con kiến rồi này kia nó ăn đường á. Rồi mình đem ra phơi nắng cho nó khô mủ, thứ nhất là khô mủ, rồi cho con kiến nó bò đi. Chứ bây giờ mà mình rửa nữa là những cái giọt nước á, nó còn chứa ở trong cái nụ hoa á, là nó sẽ là mau hư cái mặt của mình nha. Mình ngâm lên nó sẽ bị chua. Đúng rồi. Có nước vô là nó mau hư lắm. Đúng. Với không cái hư là nó mau chua cái bệnh. Còn mà mình cắt ra mà đem đi ngâm liền cũng gì nữa là nó sẽ ra mủ. Mình đi phơi nắng một tí. Mình phơi nắng cho nó khô cái mũ đó. Rồi mình mới đem đi ngâm. Như có mấy anh chị mà mua về, có mua bông về mà tự ngâm thì cũng nên là đi phơi cho nó một nắng. Một nắng đi, để ngoài mũ là nó sẽ bị hôi cái bệnh nó chua. Nó chua, nó lên ga mặt ông. Nhìn mướt ha. Có màu sắc luôn. Chén nước chấm của Nam làm nãy giờ nữa nha. Nước tương á nè. Tương, thịt bò là phải ăn với nước tương. Mình tính vừa lặt rồi nè, thì cái đống này mình sẽ phơi lại. Nhiêu đây mình phơi lại còn nhớ đựng ký không ta? Chắc 2 ký. Không đựng chứ, không được đâu. Tại vì người ta nếu mà làm trà uống đúng không? Là 10 ký mới đựng ký. Vì chắc ngắt nhị không quá. Đúng rồi, nếu làm trà là chỉ ngắt nhị thôi chứ không có lấy cọng giống như mình ngâm đu đủ. Nó ngâm mặt chứ ngâm đu đủ vậy. Ý lộn ngâm mặt. Nó bây giờ mình phơi ngoài đó cho kiến nó bò ra cái nhỉ. Đó. Ôi bảy ốp vô nhìn cái miếng thịt bò nó đẹp dữ trời. Đó. Đó gì? Đó, cắt luôn hay vậy? Không còn. Gì? Em thấy này nhiều rồi. Nó giống như bông thiên lý vậy đó anh bảy. Đi chèn luôn chứ giống gì. Nhưng mà, 90 luôn. Nếu mà nhìn mà mình không nói là sẽ nói bông thiên lý. Dạ. Nếu như mà em nghĩ mà về cái độ thuốc với độ đạm á là cái bông này nó sẽ nhiều hơn. Nó ăn nó nên thuốc hơn. Đừng tính để anh xào hai tay vậy nè, tính nó không có bị lọt cái chảo tính. Ừ. Anh bị đổ. Chưa từng ăn lần nào nhưng mà đã nghe ngon ha anh bảy. Lần đầu tiên á Nam. Bây giờ em nhìn với em nghe thôi là em thấy nó ngon rồi, nhưng mà ăn vô không biết làm sao. Cái dĩa sớt nước mắm kìa. Mời cả nhà ăn cơm đi. Mời cả nhà ăn cơm với mấy anh em mình. Dùng cơm bữa cơm trưa cùng với mấy anh em cả nhà ơi. Xe luôn. Ừ, thử miếng đầu tiên anh bảy nó ra thế nào anh bảy?
mời cả nhà luôn nha. Sao không ngon? Nó có hậu đắng đắng. Hậu đắng mà. Thì em nghĩ nó có đắng. Đắng. Nhiều hoài. Chắc nên thuốc mình gắn ăn. Không mà giống như khô ào, đắng hơn khô ào. Ừ, hoài. Như khô à cũng được mà, nhưng mà ăn vô nó có vị ngọt đúng không? Em nghĩ nó sẽ có vị ngọt, em thấy quá dài kiến nó bu quá. Đắng thiệt, à, có hậu đắng đắng. Nhưng mà nó cũng giòn giòn, ăn cũng lạ lạ miệng nè. Em thấy nó ngon á. Mà nên thuốc thì gắn ăn đi. Phải ăn chứ, tại vì đâu phải lúc nào có để ăn đâu. Bây giờ nó cũng là một loại rau củ quả nhưng mà không bao giờ anh tìm thấy ở một cái chợ nào. Đúng không? Đúng đúng. Tại vì người ta khi mà người ta trồng vườn, người ta trồng cây đu đủ, người ta gặp cây đu đủ đực, người ta chặt bà nó coi. Đúng không? Thường là ta trồng cây đu đủ cháy không, ta gặp cây đu đủ đực là ghét dữ lắm. Còn như bây giờ thì trồng cây đu đủ, thấy trồng cây đu đủ đực mà thấy ra cây đu đủ cháy là thấy ứa gan à. Rồi rất cẩn cho cái này xem. Cắn. Tắt lửa. Cái này có cách nào mà có khi nào là mình có thể là mình phơi luộc nắng mình làm sai không? Chắc có lẽ là phải luộc một nước gì đó cho nó ra bớt cái mũ. Giảm muối. Hoặc là ngâm muối gì đó. Nó hơi đắng. Nó hơi nhẫn. Nhưng mà ăn được. Được. Qua. Em nhìn thấy là nó ngon á. Chứ không phải là được. Nhưng mà nó cũng ngon. Thơm. Thơm mùi đu đủ không? Ồ. Làm thật không? Thấy cũng xin mời cả nhà một cái thành quả sau 4 tháng anh em mình miệt mài tưới tiêu thì nó được như thế này cả nhà. Chấm kéo thêm miếng hành nó mới ngon. Sao thôi nó có vị đắng nhưng mà nó đắng sâu hơn cái khổ qua. Ăn chút nó có hậu ngọt. Ăn chút xíu nó có hậu ngọt lại nhưng mà nó đắng không phải là đắng quá nhưng mà nó sẽ sâu hơn. Yeah. Đắt sâu hơn là cái khổ qua. Ngon. Rồi chín chút. Cái này mình ngâm với mật ong uống chắc im lắm nè. Ừ. Có vị mật ngọt thanh thanh chua chua của mật ong với cộng cái gì đắng nhẵn nhẵn của này nữa. Uống chắc đã lắm á. Em nghĩ là nó có lẽ là nó uống cũng 9-10 với cái ong á. Phấn hoa. Phấn hoa thì nó có vị ngọt sẵn rồi. Thì sau khi ngâm một thời gian cho nó khô mủ á thì tính đem lên để dồn vô trong cái keo nè. Thơm ha. Ăn cơm xong á thì nãy giờ mấy anh em ngồi đợi cũng tầm tiếng mấy. Là hơi tính nó nói với thơm mùi đu đủ đó. Cái này cậu mà mấy keo? 3-4 keo. Không, để mình lấy chưa khô á. Ngâm tươi mà. Ngâm tươi. Còn bữa nào muốn ngâm khô nữa thì mình phơi cái loại khô riêng nữa. Dạ. Bữa nào làm chả cũng thử, cái này chắc uống chả nó đắng ghê lắm đó. Nào. Thì nãy ăn có hậu nhẫn, hậu đắng gì vậy? Mình mà phơi, mình mà sấy khô nó lại nữa cái nó đắng cỡ nào? Thì phải đắng rồi, trà nó cũng đắng mà. Chát. Chát. Rồi, được rồi đó. Rồi, châm ong vô, cái keo ong rồi bữa giờ mấy anh em mình bắt nè. Cho mày đem. Ngồi lên mới có thế, nghiền nghiền cái mới được. Nhìn nhìn trước nè. Gì mà cũng nhiều mật quá chứ, gần 3 lít mật trời. Cái keo này nãy đổ mấy lít? 3 lít rồi.
3 lít mình ngộ nó nuốt cũng 2 lít mấy. Rồi. 2 lít rưỡi. Đó. Để đây luôn nè tính này. Bữa vô đây mỗi buổi sáng mình lấy ra mình uống tầm khoảng 1 ly uống rượu coi nè. Mỗi ở đây nhìn thấy nó đẹp lên tính. Mỗi vô đây nhìn thấy nó đẹp dã man ha tính. Cái bông nó y như pháo hoa à. Tú kìa ha. Dạ. Y như pháo hoa luôn. Nhìn đẹp ghê chứ. Này là bao lâu mình mới uống luôn? Tầm khoảng 2 tuần. 2 tuần. 15 ngày. 2 tuần 15 ngày. 15 ngày là cho nó ra cái chất mà đu đủ á. Ra mật ong rồi mình lấy mật ong mình uống. Anh Nam thì giá lờ cái nha, để chiều Nam anh em mình làm món cá sặc kho khô tiêu. Cá sặc chiên giòn mới ngon. Chiên giòn mới ngon à? Giòn có rau sống. Giờ thì mấy anh em mình xin tạm biệt cả nhà tại đây nha. Mấy anh em thấy xin kính chúc cả nhà có ngày mới thật an lành vui tươi trong cuộc sống nha. Tạm biệt cả nhà luôn nha.